nhạc đấy. Tới bến rồi. Đến gần giờ rồi. Em đi lấy chồng. Tới tới rượu rồi. Anh vẫn một mình. Không thích hát. Không thích hát thì thích nhảy. Tao dùng sân đình. À, xin chào tất cả các bác, tiếp tục quay trở lại với em lính GVN Nam Định. Và trước mặt các bác đây đó là một con đẩy QSC GMX5050. Và hôm nay bàn giao cho anh Tùng tại Hải Dương. Và ngày hôm nay là cuối tuần, ngày Chủ nhật anh có rảnh rỗi và cũng ghé qua tại cửa hàng nhà em lính. Và các bác anh em cũng phanh phui nội thất trước khi bàn giao cho khách hàng các bác nhá. Đó, và anh Tùng đây cũng là cùng em lĩnh kiểm tra tất cả mọi thứ cực kỳ là đẹp các bác nhá, xuất sắc rồi. Đó. Sau đó thì em lĩnh sẽ dán tem mọi thứ vào các bác và bàn giao cho anh Tùng tại Hải Dương. Những gì em lĩnh muốn nói với các bác là từng sản phẩm đến tay các bác là cái trước mắt nó là phải zin, đó là cái điều đầu tiên. Và đến với cửa hàng em lĩnh thì chỉ có đồ đẹp thôi các bác nhá, xuất sắc rồi. Ngoài ra thì em lĩnh còn rất nhiều QSC 4.0 các bác nhá, em có đăng lên video là các bác, đó. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ cho em lĩnh nhá. Và một lần nữa em xin cảm ơn anh Tùng tại Hải Dương nhá. Một lần nữa cảm ơn anh nhá. Anh thấy sản phẩm của em lĩnh có đẹp không? Đẹp rồi, ok. Vâng, vâng, cảm ơn anh nhá. Mỗi tội là đi xa thôi. Xa nhưng mà cái là cái tình cảm anh ạ. Và mình được chiêm ngưỡng cái hàng thật, người thật, việc thật. Đó. Và ngày hôm nay thì em lĩnh lại sáng ngày hôm nay tiếp hai đoàn khách. Và anh Chi ở Nam Định cũng mua bộ mic của em lĩnh, và bộ này là bộ thứ N rồi anh nhỉ? Rất nhiều rồi. Anh ủng hộ rất nhiều, mua hộ đấy. Đấy, mua của em lĩnh một bộ đầu tiên nhưng mà dần dần là cũng ủng hộ liên tục tục luôn. Cảm ơn cả Vin nữa. Cảm ơn anh nhá. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo các bác nhá. Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím, nắng chiều che ngang, mắt chiều hoang vắng. Những năm mùa đông, khói hương trầm bay, bóng cha ngồi đây, ngọn đèn lung lay. Tôi ơi, quê người con gái, mắt buồn xa đâu, dấu tình yêu.